Xin chào các bạn, tôi Lương Trainer đây ạ. Rất vui gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ mỗi ngày đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Cứ đến hẹn lại lên 9 hoặc 10 giờ sáng công ty chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu nhà đẹp. Và hôm nay là một mẫu biệt thự 2 tầng một tum theo phong cách hiện đại rất đẹp bắt mắt, vừa kết hợp kinh doanh vừa kết hợp ở. Thì bạn nhớ lên trên YouTube gõ Kisato. Tôi xin nhắc lại Kisato và nút đăng ký cho thông báo để không bỏ qua bất kỳ mẫu nhà nào các bạn nhé. Kênh của chúng tôi chia sẻ rất là nhiều mẫu nhà để các bạn thể tham khảo và áp dụng trong chỉnh tương lai của mình. Đặc biệt là những vật liệu mới, công nghệ mới. Hoặc các bạn vào website kisato.vn để tham khảo thêm về năng lực công ty chúng tôi nếu các bạn chưa biết công ty chúng tôi là đơn vị có năng lực như thế nào. Công trình mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu các bạn là công trình chúng tôi thiết kế cho anh Phan Ngọc Toàn ở khu vực thị trấn Thạch Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam các bạn nhé. Thì khu vực Quảng Nam thì chúng tôi thiết kế và thi công rất là nhiều các công trình rồi, và anh Toàn cũng rất là thích các cái phong cách thiết kế của chúng tôi nên quyết định mời Kisato về để kiến tạo cho anh một công trình đẹp bắt mắt như các bạn đang nhìn thấy trên hình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua một chút về cái mong muốn nguyện vọng của gia đình nhà anh Toàn trước khi chúng ta đi sâu vào công năng phối cảnh công trình. Thì anh mong muốn là có một công trình 3 tầng ở nhà hai mặt tiền theo phong cách hiện đại 6x25m. Tầng 1 gồm một diện khu bán hàng, quầy bán hàng nằm ở gần cửa, một phòng bếp, khu vệ sinh, một phòng ăn, một ô thang máy và một khu vực thang bộ. Tầng 2 gồm 3 phòng ngủ, mỗi phòng có một vệ sinh khép kín, một phòng sinh hoạt chung. Tầng 3 gồm một phòng thờ, một phòng khách, cộng một khu vực phòng xông hơi giặt phơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về phần tổng mặt bằng của công trình nhé. Bất kỳ công trình nào thì chúng tôi đều có đội ngũ khảo sát xuống tận nơi để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và khảo sát khu đất một cách rất là cụ thể và chi tiết. Các bạn có thể nhìn thấy công trình của anh làm ở hai mặt tiền, hai đường giao nhau như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu công năng cụ thể của từng tầng. Đây là khu vực mặt bằng tầng 1 các bạn nhé. Thì bạn sẽ thấy là chúng tôi làm một khu vực sảnh chính này và một khu vực sảnh phụ, hai sảnh này vuông góc với nhau đó, để có cửa mở rộng vào không gian kinh doanh 75m² ở phía đằng trước như thế này. Và trong phòng không gian kinh doanh này thì chúng tôi có thêm một khu vực phòng làm việc riêng khép kín các bạn nhé đó. Và ở khu vực phía sau thì chúng tôi bố trí để dành cho không gian sinh hoạt của gia đình. Thì các bạn sẽ có thể thấy đó là ở cái khu vực phía sau cùng có khu vực cửa cuốn để đi thẳng vào khu vực gara để xe máy và xe ô tô 18m². Các bạn thể thấy có một cái khu vực cửa lách trước sân để đi thẳng vào khu vực bếp 11m², khu vực phòng ăn 28m² và cầu thang bộ đi lên trên tầng 2. Và khu vực vệ sinh thì chúng tôi tách riêng, khu vực vệ sinh riêng, lavabo riêng, và đây bố trí thêm một khu vực kho đồ cho gia đình nữa 5m². Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu không gian tầng 2 của công trình nhé. Đây, nếu các bạn chưa tưởng tượng thì chưa hình dung ra thì chúng ta sẽ xem phần tổng thể công trình này. Đó, thì đây là sảnh nhá, hai khu vực sảnh chính, sảnh phụ, và toàn bộ khu vực mặt tiền này thì chúng tôi làm cửa kính cường lực để có thể quan sát được các cái mặt hàng kinh doanh ở phía bên trong, và các cái phần mảng tường còn lại thì ốp đá. Đấy, kính với đá là hai vật liệu rất là sang công trình. Còn khu vực này sẽ có một cái cửa đi thẳng vào khu vực bếp này và một khu vực gara để xe máy, xe ô tô. Đó, các bạn thể hình dung kỹ hơn các bạn nhé. Và tất nhiên khi mà chúng ta để xe đây, chúng ta xuống xe thì chúng ta vẫn có một cái cửa phụ để đi thẳng vào khu vực phía bên trong. Đó. Rồi lên trên tầng 2 thì bạn sẽ thấy là trên tầng 2 chúng tôi bố trí cho gia chủ là hai phòng ngủ ở phía trước. Phòng ngủ số 1 29m² có vệ sinh khép kín. Phòng ngủ số 2 23m² cũng có vệ sinh khép kín ở trong phòng. Và hai phòng ngủ này thì bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có hai cửa vào. Ở một cái khu vực phòng ngủ đằng trước thì sẽ đi qua khu vực hành lang rộng thông thủy 1m1 để đi thẳng vào cái cửa khu vực phòng ngủ đằng trước. Nhưng các bạn có thể thấy là khu vực phòng ngủ 1 này rất là thoáng khi chúng tôi có thể bố trí cái ban công để có thể mở được cái khu vực hệ cửa đi ra phía bên ngoài như thế này. Đó. Và kể cả cái khu vực hành lang này không hề bí một chút nào khi chúng tôi bố trí những cái hệ vách kính kết hợp với khu vực cửa đi ra khu vực ban công. Còn vào khu vực phòng ngủ tầng 2 thì ngay lối lên khu vực cầu thang các bạn nhé, 23m². Khu vực phòng sinh hoạt chung thẳng khu vực cầu thang đi lên 25m², và cũng có khu vực cửa lấy sáng rất là thoáng. Đây các bạn để xem này, đây là cái hệ vách này kết hợp với cửa này. Đây là khu vực hệ cửa sổ ở khu vực sinh hoạt chung này, lên công trình sẽ rất là thoáng. Đây là hệ cửa đi ra khu vực sảnh. Rồi vào thêm một phòng ngủ số 3 nữa là 19m² ở phía đằng sau, cũng có cửa đi ra khu vực ban công và vệ sinh khép kín 5m². Và ở đây thì chúng tôi vẫn bố trí thêm một khu vực vệ sinh chung để ví dụ như nếu có thành viên mà có bạn bè tiếp ở trên khu phòng sinh hoạt chung này thì chúng ta có thể sử dụng ngay vệ sinh chung mà không cần đi vào vệ sinh khép kín ở trong các phòng ngủ của bạn nhé.
Ở đây thì chúng tôi thiết kế một cái khu vực thông tầng, để bạn có thể thấy tầng 1 lên tầng 2 là khu vực thông tầng, để diện chúng ta có thể lấy sáng, lấy gió, đối lưu cho các không gian trăng. Rồi, các bạn có thể quan sát cái 3D ở đây, thì bạn có thể thấy đây là cái hệ cửa đi ra cái khu vực phòng ngủ số 3 đấy ạ, ra ban công của phòng ngủ số 3, rất là thoáng đúng không? Rồi, chúng ta sẽ quan sát tiếp mặt bằng công năng của tầng 3. Tầng 3 có thang bộ đi lên thì chúng tôi thiết kế cho gia chủ là một cái phòng thờ 17 m², một cái phòng ngủ số 4 là 19 m² đó, và một khu vực vệ sinh chung 4,5 m², một khu vực sông hơi khô 5 m². Phía bên ngoài là khu vực giặt phơi 11 m². Đó, các bạn thấy có thể đây là khu vực sân thượng này, chúng ta có thể là làm tiểu cảnh và chúng ta tổ chức cái BBQ hoặc là uống cà phê ở trên khu vực sân thượng này. Rồi, tất nhiên các bạn sẽ hỏi là đối với công trình 3 tầng này tại sao mà chúng ta không làm thang máy? Thì chia sẻ các bạn, những khu vực thông tầng chúng tôi để đây là vừa lấy sáng lấy gió nếu chúng ta chưa lắp đặt thang máy. Còn sau này lắp đặt thang máy thì chính khu vực thông tầng này là khu vực của chúng tôi để chờ, để ô thang máy, sau này chúng ta sẽ lắp ở đây các bạn nhé. Đó, thì đó là lý do tại sao mà chúng ta để thông tầng ở đây. Rồi, thì đấy là cái công năng toàn bộ 3 tầng của một công trình vừa kết hợp kinh doanh, vừa kết hợp ở với cái khổ đất khá là rích rắc như thế này, nhưng mà chúng tôi xử lý triệt để tận dụng cái khổ đất của gia đình để làm sao công trình có một cái mặt bằng vừa đẹp và vừa đầy đủ như gia đình mong muốn. Và bạn có thể tham khảo kích thước của công trình đây. Đó, phủ bì ở khu vực kinh doanh này nó sẽ là 13 m² này. Đấy, bên khu phòng ở 11 m² và tầng nó rơi vào 25 m các bạn nhé. Đó, còn chiều ngang là chiều này thì là 10 m. Đấy, còn cái khu vực chiều đầu đằng trước này là 6 m, chưa kể khu vực ban công. Rồi, đấy là kích thước để các bạn có thể tham khảo cho công trình này. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ sâu hơn về phối cảnh 3D công trình, đây là tổng thể phối cảnh 3D của công trình. Đấy, các bạn có thể nhìn cái khu vực gì ạ? Cái khu vực chúng ta có thể nhìn thấy cả sảnh chính, sảnh phụ. Đó. Về mặt hình khối thì các bạn có thể thấy là chúng tôi tận dụng khổ đất và khoảng thụt thò hợp lý để vừa phù hợp với mặt bằng công năng của công trình và vừa tạo ra điểm nhấn trong trình, đặc biệt công trình được hưởng cái lợi thế hai mặt tiền như thế này. Đó, còn về vật liệu thì chúng tôi sử dụng những cái vật liệu rất là hiện đại, ví dụ như tầng 1 toàn bộ là sử dụng là kính nhựa cường lực thoáng phía bên trong và phù hợp cho việc kinh doanh. Còn đâu các cái mảng tường còn lại thì ốp đá hoặc là các cái vật liệu gạch thẻ trang trí ở những cái mảng tường tạo lồi ra, tạo ra cái điểm nhấn nhá cho công trình. Toàn bộ hệ cửa để sử dụng hệ nhôm xin pha. Đó. Còn đâu các cái mảng còn khác thì chúng tôi nhấn thêm cái khu vực ốp gỗ hoặc là sơn giả gỗ các bạn nhé. Chúng ta sẽ có một cái loại gỗ plywood, là loại gỗ ngoài trời chịu được nắng mưa đúng không ạ? Hoặc chúng ta tiết kiệm thì chúng ta có thể sử dụng sơn giả gỗ ở những cái điểm nhấn cho tường hoặc là dưới cái khu vực ban công. Đấy, đua ra ở khu vực tầng 1, tầng 2 hoặc tầng 3 các bạn nhìn thấy. Kết hợp với hệ downlight để công trình bắt mắt vào buổi tối. Đó, đây là cái view trực diện ở khu vực sảnh chính đúng không ạ? Đấy, thì các bạn thấy là gần như chúng tôi sử dụng những cái vật liệu rất là bắt mắt để cho công trình nổi bật. Công trình có thể đưa vào cái việc vận hành kinh doanh một cách thu hút khách hàng và cũng gì ạ, rất là hợp với cái mong muốn sở thích của gia đình. Khi mà gia đình chia sẻ chúng tôi ngay từ nguyện vọng ban đầu, và khi chúng tôi đưa phương án phối cảnh này thì anh Toàn cũng như tất cả thành viên gia đình rất ưng ý và hài lòng các bạn nhé. Từ cái việc mà chúng tôi chia hình khối, từ cái việc mà chúng tôi đổ vật liệu, từ việc chúng tôi chia công năng. Đó. Đấy, đây là cái view các bạn hãy quan sát, thì những cái điểm nhấn nhá rất là nhỏ nhỏ thôi nó tạo ra cái sự cách điện cho công trình. Hy vọng là nếu các bạn đang có một cái khổ đất mà có hai mặt tiền tương tự như thế này thì bạn hãy tham khảo để xem là công trình này có phù hợp với gia đình nhà mình không. Và tất nhiên rồi, mỗi người lại có một cái bài toán, một cái mong muốn, nguyện vọng, một khổ đất khác nhau, nên không có công trình giống công trình nào. Mỗi công trình là lên tham khảo học hỏi được cái điều gì đó thôi. Và các bạn mà cần chúng tôi tư vấn chuyên sâu có thể gọi điện chúng tôi xuống bên dưới để chúng tôi về tận nơi khảo sát tư vấn cho quý khách hàng nhé. Xin chào và gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo của Kiến trúc Kisato. Công ty cổ phần Kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh,
văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.